Xin chào tất cả các em học sinh, hôm nay thầy sẽ chữa cho các em các bài tập về phần luyện tập hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Các em mở sách giáo khoa trang 12, chúng ta đến với bài toán số 7. Bài toán số 7 như sau. Cho hai phương trình 2x cộng y bằng 4 và 3x cộng 2y bằng 5. Ia tìm nghiệm tổng quát của mỗi phương trình trên. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm nghiệm tổng quát lần lượt của từng phương trình. Phương trình đầu tiên là 2x cộng y bằng 4. Vậy thì cách tìm nghiệm tổng quát của một phương trình bậc nhất hay ẩn như thế nào? Thì thầy nhắc lại qua một chút, đó là ta sẽ biểu diễn một ẩn theo ẩn kia. Giả sử ở đây thầy lựa chọn biểu diễn y theo x, đúng không nào? Sau đó ta sẽ tìm ra được, viết được kinh nghiệm tổng quát. 2x cộng y bằng 4 thì sẽ tương đương là y bằng chiều 2x cộng 4, đúng chưa nào? Vậy thì khi ta biểu diễn được y theo x thì ta sẽ viết được kinh nghiệm tổng quát, đó là x của em và y của chúng ta được biểu diễn theo x, đó là chiều 2x cộng 4, đúng chưa? Tương tự như thế, ta có thể biểu diễn được phương trình số 2, đó là 3x cộng 2y bằng 5. Điều này ta có thể biến đổi tương đương bằng cách chuyển 3x sang phía phải. Về đây sẽ là 2y sẽ bằng trừ 3x cộng 5, đúng chưa nào? Vậy thì biểu diễn ta sẽ chia cả hai vế cho 2. Vậy thì ở đây y của chúng ta sẽ bằng trừ 3 phần 2 x cộng với 5 phần 2. Vậy thì lúc này nghiệm tổng quát của phương trình này chính là x, một giá trị thuộc tập số thực bất kỳ, và y của chúng ta là một giá trị ta tính theo x theo công thức, đó là trừ 3 phần 2 x tập cộng với 5 phần 2. Được chưa? Vậy thì đây chính là nghiệm tổng quát của hai phương trình. Các em cùng thầy sang ý B. Vẽ các đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình trong cùng một hệ trục tọa độ, rồi xác định nghiệm chung của chúng. Được chưa nào? Vậy đây, đầu tiên các em sẽ vẽ một cái hệ trục tọa độ OXY. Hai đường thẳng này thì như các em đã biết, chúng ta cần phải xác định giao điểm của hai đường thẳng đó đối với trục tung và trục hoành. Vậy đầu tiên, đối với đường thẳng y bằng 2 chiều 2x chiều 2x cộng 4 trước. Vậy thì ở đây ta sẽ xác định hai giao điểm của trục tung với trục hoành bằng cách lần lượt cho x bằng 0 và y bằng 0, đúng không? Đầu tiên thì đối với trục tung thì x bằng 0. Từ đây các em thay x bằng 0 và trừ 2x cộng 4 này. Thì ta được y của chúng ta bằng trừ 2 nhân 0 là 0. Ở đây y của chúng ta sẽ bằng 4. Nếu y bằng 0 thì từ đây các em đã suy được trừ 2x cộng 4 bằng 0, đúng không? Tức là 2x bằng 4. Vậy ở đây x của chúng ta phải bằng 2. Vậy thì cái điểm của chúng ta cần tìm là 0, 4. Và tọa độ điểm số 2 đó là 2, 0. Được chưa? Vậy thì ta sẽ vẽ được cái đường thẳng y bằng trừ 2 cộng 4 dựa vào hai điểm đó. Vậy thì đây chính là điểm 2, 0. Và điểm 0, 4, 1, 2, 3, 4. Giả sử như thế này. Sau đó các em xác định được hai điểm thì các em sẽ kẻ một đường thẳng đi qua hai điểm đó. Vậy là như thế ta đã vẽ được đường thẳng y bằng chiều 2x cộng 4, được chưa nào? Tương tự như thế, chúng ta đến với đường thẳng y bằng chiều 3 phần 2x ta cộng với 5 phần 2. Vậy thì cũng tương tự như thế, đầu tiên chúng ta cho x bằng 0. X bằng 0 thay vào đây là trừ 3 phần 2 nhân với 0, đúng không nào?
Vậy thì y của chúng ta sẽ bằng 5 phần 2. Tương tự như thế, chúng ta cho y bằng 0. Vậy thì y bằng 0 sẽ là trừ 3 phần 2x cộng 5 phần 2 bằng 0. Tức là cả thằng này bằng 0, đúng không? Ta chuyển trừ 3 phần 2x sang một vế thì ta được 3 phần 2x bằng 5 phần 2. Thế thì x của chúng ta trong trường hợp này nó lại bằng 5 phần 3. Vậy thì hai điểm của chúng ta sẽ là 0, 5 phần 2. Và thứ hai đó là 5 phần 3, 0. Được chưa nào? Vậy đầu tiên 5 phần 2 tức là 2 rưỡi đúng không nhỉ? 2,5 thì đây chính là 3, thì đây chính là 5 phần 2. Được chưa? Còn điểm số 2 đó là 0, 5 phần 3. 5 phần 3 thì các em hiểu là nó sẽ gần bằng 3 đúng không? Tức là cái đoạn đây ta chia làm 3 phần, thì đây chính là 5 phần 3. Sau đó ta sẽ nối hai đường thẳng này. Được chưa nào? Thì đây, ra điểm của đường thẳng nó chính là thế này. Như vậy thì đến bước này chúng ta đã xem điểm số này. Như vậy đến đây thì chúng ta đã vẽ hai đường thẳng này trên cái hệ trục tọa độ, đúng không? Vậy thì ở đây họ bảo là xác định nghiệm chung của chúng, được chưa nào? Vậy thì nghiệm chung thì đương nhiên các em sẽ lấy cái giao điểm này, các em dám xuống trục này và dám sang trục tư. Nó cắt ở đâu thì giao điểm đấy nó sẽ có tọa độ như thế. Thì đây có lẽ là nó sẽ tầm khoảng 5 phần 3. Xin lỗi, 4 phần 3. Điểm ở đây khoảng 1 phần 3, điểm đây 1 phần 3. Cái bài điểm ở đây nó sẽ tầm khoảng 2 phần 3. Nghiệm của nó, cái giao điểm của nó sẽ là 2 phần 3, 4 phần 3. Tức là khoảng như thế. Thì các em sẽ xác định được cái tọa độ giao điểm thì các em vẽ bằng thước một cách chính xác, được chưa nào? Các em cùng thầy chuyển qua bài toán số 8. Bài toán số 8 cho các hệ phương trình sau. A x bằng 2 và 2x trừ đi y bằng 3. Trước hết hãy đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình trên, giải thích rõ lý do, được chưa nào? Sau đó tìm tập nghiệm của các hệ đã cho bằng cách vẽ hình. Vì bài toán này có hai ý. Ý đầu tiên chúng ta cần phải đoán nhận số nghiệm. Vậy thì như các em đã biết ở cái bài tập trước, thì muốn đoán nhận số nghiệm của một hệ phương trình trên thực tế đó là chúng ta đoán nhận cái vị trí tương đối của hai đường thẳng tương ứng với hai phương trình, đúng không nào? Vậy thì ở đây đó là đường thẳng x bằng 2 và đường thẳng 2x trừ y bằng 3, thì ta có thể viết lại đó là y bằng 2x trừ 3. Vậy thì làm thế nào để ta đoán được cái số nghiệm của hai đường thẳng này? Thì như các em đã biết, chúng ta mới chỉ đi khảo sát ở đây, thì coi như là nhắc lại một chút. Đó là vị trí tương đối của hai thẳng y bằng ax cộng b và y của chúng ta bằng a phẩy x cộng b phẩy. Đúng chưa? Còn x bằng 2 thì đương nhiên nó không phải là thuộc cái dạng là y bằng ax cộng b. Vậy thì chúng ta sẽ đoán nhận nghiệm như thế nào? Thì đây các em nhìn lên trên bảng một chút. Thì đây là trục tọa độ x của y, đúng không? Đường thẳng x bằng 2 thì ở đây thầy có thể viết dạng
tổng quát của nó là cái dạng đường thẳng x bằng k chẳng hạn. Đây lúc này thì ở đây ta giả sử là tọa độ k x bằng k, đây tức là một đường thẳng song song với trục OY, được chưa? Vậy y bằng ax cộng b thì như các em đã biết nó luôn có chiều chéo, tức là chiều xiên. Vậy thì dù nó xiên như thế nào thì nó cũng phải cắt cái thằng đường thẳng x bằng k tại một điểm. Giả sử đây là dạng y bằng ax cộng b. Các em hình dung như thế nhỉ? Tức là cái đường thẳng y bằng ax cộng b thì chắc chắn nó không để song song với trục tung được. Vậy thì khi song song nó sẽ cắt cái trục tung này tại một điểm, đồng nghĩa với việc nó cũng sẽ cắt một cái đường thẳng x bằng k này tại một điểm. Lý do là vì đường thẳng x bằng k nó sẽ song song với trục tung. Vậy thì khi một đường thẳng cắt đường thẳng cắt trục tung thì nó cũng phải cắt đường thẳng x bằng k, đúng không? Vậy thì có nghĩa là với những cái hệ phương trình mà có dạng x bằng k thế này mà ở đây là x bằng 2 thì cái hệ phương trình này nó sẽ luôn có một nghiệm do hai đường thẳng x bằng 2 và y bằng 2x trừ 3 nó luôn cắt nhau tại một điểm. Như đây, các em suy luận hệ phương trình sẽ có một nghiệm ở đây là duy nhất. Vậy thì bước số 2 của chúng ta sẽ là vẽ sẽ là vẽ hệ trục tọa độ để xác định nghiệm của hệ phương trình này, đúng không nào? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hệ trục tọa độ OY. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định x bằng 2. Thì đây, trên trục OX các em vạch hai vạch bằng nhau, đúng không? Thì đây là 1, đây là 2. Từ qua điểm đó các em sẽ kẻ một đường thẳng song song với OY. Vậy ta đã được một đường thẳng đầu tiên, đó là x bằng 2. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ vẽ đường thẳng y bằng 2x trừ 3. Y bằng 2x trừ 3 thì chúng ta để vẽ, ta sẽ tìm giao điểm của cái đường thẳng này với trục tung và trục hoành, đúng không nào? Vậy thì để tìm được thì ta sẽ lần lượt cho x bằng 0, ta thay x bằng 0 và 2x trừ 3 ở đây thì ta được y bằng trừ 3. Ta cho y bằng 0 thì từ đây ta suy được 2x trừ 3 bằng 0, đúng không? Vậy thì x của chúng ta sẽ bằng 3 phần 2. Vậy đây ta sẽ có được hai điểm của tọa độ là 0 trừ 3, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ đi xác định tọa độ điểm đầu tiên, đó là 0 trừ 3 trước. 0 trừ 3 tại vì nó thuộc trục tung, thằng này chính là thằng trừ 3. Thì đây chính là cái điểm chúng ta cần tìm. Điểm thứ hai đó là x bằng 3 phần 2, 0. Vậy ở đây 3 phần 2 tức là 1,5, đúng không? Đây thì nó chính là điểm này. Sau đó chúng ta sẽ nối đường thẳng này lên thì ta sẽ cắt đường thẳng x bằng 2 tại một điểm. Ở đây là 3 phần 2. Vậy thì ở đây muốn tìm giao điểm của tọa độ giao điểm thì đương nhiên từ điểm này ta sẽ gióng sang trục tung, đúng không? Đây ở đây các em gióng thì các em sẽ dễ dàng thấy được rồi, dùng thước đo thì đó chính là có tung độ bằng 1. Vậy thì từ đây các em sẽ khẳng định cái tọa độ giao điểm của hai đường thẳng này nó chính là 2, 1. Đường thẳng thẳng đứng là x bằng 2. Đường thẳng nghiêng chính là y bằng 2x trừ 3. Vậy thì lúc này các em sẽ kết luận đó là tọa độ giao điểm của chúng ta chính là 2, 1. Và như thế là các em đã hoàn thành được bài toán. Sang ý B. Ý B của chúng ta có phương trình đó là x cộng 3 y bằng 2. Vị trí số 2 đó là 2y bằng 4.
Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ chuyển về cái dạng cơ bản đúng không nào? Cái này tương đương với là x cộng 3y bằng 2. Vậy thì 3y sẽ bằng trừ x cộng 2. Và đây là y của chúng ta bằng 2. Tương đương với hệ phương trình cuối, đó là y bằng trừ 1 phần 3 x cộng 2 phần 3. Và đây là y bằng 2. Vậy thì như các em lại thấy y bằng 2 đây, tức là sẽ là một cái đường thẳng nó đi qua cái điểm 0,2 đúng không nào, và là song song với trục cố x, tức là nó có phương nằm ngang. Đường thẳng y bằng trừ 1 phần 3 x cộng 2 phần 3 có hệ số góc là trừ 1 phần 3 x khác 0 đây. Thế nên nó sẽ là có phương xiên. Một đường thẳng có phương xiên thì nó luôn cắt hệ các hệ trục tọa độ đúng không nào. Vậy thì nó luôn cắt hệ trục tọa độ, tức là nó sẽ cắt một cái đường thẳng song song với trục hoành OX. Vậy thì hai cái đường thẳng y bằng 2 và y bằng trừ 1 phần 3 x cộng 2 phần 3 nó sẽ luôn cắt nhau tại một điểm, được chưa? Vậy thì lúc này có nghĩa là hệ phương trình của chúng ta chắc chắn sẽ có một nghiệm. Nghiệm này thì đương nhiên là nghiệm duy nhất. Vậy thì lúc này công việc của chúng ta sẽ là lại vẽ cái hệ trục tọa độ ra, và ta dùng cái phương pháp hình học vẽ hai đường thẳng rồi xác định giao điểm, đúng không nào? Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ trục OXY. Đầu tiên để đơn giản thì ta vẽ đường thẳng y bằng 2 trước. Thì đây các em trên tung độ thì ta sẽ xác định cái đơn vị là 2. Sau đó qua điểm đó các em sẽ kẻ một đường thẳng song song với trục OX. Thì ở đây chính là đường thẳng y bằng 2. Bây giờ ta sẽ đi vẽ đường thẳng y bằng trừ 1 phần 3 x cộng 2 phần 3. Vậy thì với một đường thẳng phương xiên như thế này, ta sẽ xác định hai điểm, tức là hai giao điểm của nó với trục tung và trục hoành. Trục tung chính là x bằng 0. Từ đây các em sẽ chia được y của chúng ta bằng 2 phần 3. Được chưa? Y bằng 0. Từ đây các em sẽ chia được trừ 1 phần 2x cộng 2 phần 3 bằng 0. Chuyển thằng này sang, chúng ta được 1 phần 3x bằng 2 phần 3. Từ đây các em tính ra được x của chúng ta bằng 2. Vậy thì nó sẽ đi qua điểm 0, 2 phần 3, đúng không? Đây, điểm trong một đơn vị thì các em sẽ chia nó làm 3 phần. Sau đó lấy cái nấc thứ 2 thì chính là 2 phần 3. Và điểm 2 không? Thì đây chính là điểm 2 không? Các em sẽ nối hai thằng này vào với nhau. Thì các em sẽ được tọa độ của một thằng, tọa độ giao điểm là cắt nhau tại một điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ xác định cái giao điểm đó, đúng chưa? Bây giờ đây các em thấy như sau. Cái tọa độ giao điểm này thì chắc chắn nó nằm trên đường thẳng y bằng 2, vì thế nó sẽ có tung độ là y bằng 2. Sau đó các em sẽ gióng một đường thẳng vuông góc xuống trục OX, và các em tìm ra được cái điểm ở đó. Thì các em sẽ đặt thước, các em đo. Thì đây chắc chắn là nó là thành trừ 4. Được chưa nào? Thì lúc này các em sẽ khẳng định cái tọa độ giao điểm của hai cái đường thẳng này nó chính là trừ 4 và 2. Sau khi ra được cái tọa độ giao điểm là trừ 4 và 2 thế này thì các em có thể kết luận đó là nghiệm của hệ phương trình đã cho chính là trừ 4, 2, được chưa nào? Các em cùng thầy chuyển qua bài toán tiếp theo. Chúng ta đến luôn bài toán số 9 và số 10.
Vì hai bài toán này thì nó cùng yêu cầu đúng không nào? Các em sang bài toán số 9 và số 10, đó là đoán những số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau và giải thích lý do. Ở đây chúng ta đến với ý A của bài toán số 9. Hệ phương trình của chúng ta đó là x cộng y bằng dương hạn và 3x cộng 3y bằng dương hạn. Được chưa nào? Vậy thì cách làm những cái bài toán này thì đương nhiên chúng ta đều chuyển hai cái phương trình trong hệ phương trình về dạng phương trình chính tắc của đường thẳng, đó là y bằng ax cộng b, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng phép biến đổi tương đương. Ở đây ta chuyển x sang về phải, vậy thì ta sẽ được y bằng trừ x cộng 2. Ở đây ta chuyển 3x sang về phải, ta được 3y sẽ bằng trừ 3x cộng 2. Ta sẽ biến đổi tương đương, đó là y bằng trừ x cộng 2, ở đây sẽ là y bằng trừ x cộng 2 phần 3. Vậy đến đây các em có thể thấy chúng ta đã đưa được về dạng hai phương trình đường thẳng y bằng ax cộng b. Hai phương trình này thì các em thấy có chung hệ số góc là trừ 1, đúng chưa nào? Tuy nhiên cái hệ số b và b phẩy đó là 2 và 2 phần 3 là hai hệ số khác nhau. Vậy thì nó rơi vào trường hợp hai đường thẳng song song, đúng không nào? Vậy thì lúc này em sẽ khẳng định đó là đường thẳng y bằng trừ x cộng 2 song song với đường thẳng của phương trình y bằng trừ x cộng 2 phần 3. Từ đây ta suy được hệ phương trình của chúng ta vô nghiệm. Đúng chưa? Tương tự như thế, chúng ta sẽ sang ý B. Ý B, hệ phương trình của chúng ta đó là 3x trừ đi 2y bằng dương 1 và trừ 6x cộng 4y bằng 0. Vậy thì sẽ cũng tương tự như thế này. Đầu tiên ta sẽ biến đổi để giảm hai đường thẳng, đúng không nào? Đây, chuyển trừ 2y sang phía phải, vậy thì 2y sẽ bằng 3x trừ 1. Chuyển sang thì ta được 4y bằng 6x. Biến đổi tương đương lần cuối thì ta được y bằng, chia cho 2 thì ở đây là 3 phần 2x trừ 1 chia 2, ở đây là trừ 1 phần 2. Được chưa? Chia cả hai về cho 4 thì ở đây là y bằng 6 phần 4x, tức là 3 phần 2x. Vậy ở đây các em thấy hai đường thẳng y bằng 3 phần 2x trừ 1 phần 2 và y bằng 3 phần 2x, nó lại có chung hệ số góc là 3 phần 2. Và cái phần B nó khác với bên phải, đúng không nào? Tức là 1 phần 2 ở đây là trừ 1 phần 2 thì ở đây là 0. Vậy thì lúc này ta cũng lại khẳng định đó là đường thẳng của phương trình y bằng 3 phần 2x trừ 1 phần 2 nó song song với đường thẳng có phương trình y bằng 3 phần 2x. Thế thì từ đây ta suy được hệ phương trình của chúng ta vô nghiệm, tức là không có nghiệm nào. Tương tự như thế các em sẽ sang ý C. Ý C ở đây thì nó là ý A của bài 10, được chưa nào? Hệ phương trình của chúng ta đó là 4x trừ 4y bằng cộng 2 và trừ 2x cộng 2y bằng trừ 1. Thế thì ta cũng sẽ biến đổi tương tự như thế. Đầu tiên ta sử dụng phép biến đổi tương đương. 4x trừ 4y bằng 2, vậy ta chuyển trừ 4y sang phía phải, ta được 4x trừ 2 bằng 4y. Hay là cách khác là 4y sẽ bằng 4x trừ y 2. Được chưa? Tương tự ở đây thì ta chuyển trừ 2x sang về phải, vậy thì 2y sẽ bằng 2x ta trừ đi 1.
biến đổi lần cuối cùng thì ở đây ta được y bằng x gì trừ 1 phần 2. Ở đây là trừ 2 phần 4 thì bằng trừ 1 phần 2. Ở đây y của chúng ta 2x chia 2 cũng là x trừ y 1 phần 2. Thì các em thấy rõ ràng đây là hai đường thẳng trùng nhau đúng không? Từ đây ta sẽ khẳng định đó là hai đường thẳng trên, hai đường thẳng y bằng x trừ 1 phần 2 sẽ trùng với đường thẳng y bằng x trừ 1 phần 2. Đúng không? Vậy thì lúc này hai đường thẳng trùng nhau, vậy thì cái số điểm chung của hai đường thẳng này sẽ là vô số, tức là cái hệ phương trình của chúng ta sẽ có vô số nghiệm. Các em chuyển sang ý D, tức là tương ứng với ý B trong bài toán số 10. Hệ phương trình của chúng ta đó là 1 phần 3 x ta trừ đi x bằng 2 phần 3 và x trừ đi 3 y bằng 2. Vậy thì cũng biến đổi tương tự như 3 phần trên đúng không nào? Ta sẽ đưa về dạng hai đường thẳng của phương trình y bằng ax cộng b. Đầu tiên ta chuyển y sang thì ta được y bằng 1 phần 3 x trừ y 2 phần 3. Dạng này thì ta sẽ chuyển là 3 y sẽ bằng x ta trừ đi 2. Biến đổi tương đương là y bằng 1 phần 3 x trừ đi 2 phần 3. Ở đây y của chúng ta bằng 1 phần 3 x cũng trừ 2 phần 3. Đúng không? Thì sau khi biến đổi tương đương thì các em ra được hai cái đường thẳng nó trùng nhau. Vậy thì các em sẽ khẳng định đó là đường thẳng y bằng 1 phần 3 x trừ 2 phần 3 nó trùng với đường thẳng y bằng 1 phần 3 x trừ 2 phần 3. Đúng không? Vậy thì từ đây ta sẽ suy được hệ phương trình nó sẽ có vô số nghiệm. Như vậy thông qua bài tập 9 và 10, các em có thể thấy cái số nghiệm của một hệ phương trình nó chính bằng số giao điểm chung của hai đường thẳng có phương trình đó, có hai phương trình, có phương trình tương ứng với các phương trình ở hệ phương trình đúng không nào? Trong hệ trục tọa độ, hai đường thẳng đó mà khác nhau tại một điểm thì hệ phương trình của chúng ta sẽ có một nghiệm. Nếu nó trùng nhau thì hệ phương trình của chúng ta sẽ có vô số nghiệm. Và nếu nó song song thì hệ phương trình nó sẽ vô nghiệm. Các em cùng thầy chuyển qua bài toán số 11. Bài toán số 11 như sau. Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, nghĩa là hai nghiệm được biểu diễn bởi hai điểm phân biệt, thì ta có thể nói gì về số nghiệm của hệ phương trình đó? Vì sao? Được chưa nào? Vậy thì như các em đã biết thì số nghiệm của một hệ phương trình hai phương trình bậc nhất hai ẩn giả sử ta có hệ phương trình hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn như ở trên bảng. Vậy thì cái số nghiệm này trên thực tế nó chính bằng cái sự chính bằng cái giao điểm của hai đường thẳng ax cộng bi bằng c và đường thẳng của phương trình a phẩy x cộng b phẩy y bằng c phẩy. Vậy thì cái sự tương quan của hai đường thẳng thì bao giờ nó chỉ có đây là b một chẳng hạn, đây là b hai. Vậy thì cái sự tương quan giữa hai đường thẳng bao giờ nó chỉ có 3 trường hợp. Đó là B1 của chúng ta nó song song với B2. Vậy thì khi B1 song song với D2 có nghĩa là cái hệ phương trình này, tức là hai cái đường thẳng này không có điểm chung, tương ứng với việc hệ phương trình của chúng ta vô nghiệm. Trường hợp số 2 đó là D1 trùng với D2. Được chưa? Thế thì D1 trùng với D2 tức là cái số giao điểm giữa hai đường thẳng này nó là vô số đúng không nào? Thế thì hệ phương trình của chúng ta nó có vô số nghiệm.
và cuối cùng là D1 cắt D2. Thì lúc này hệ phương trình của chúng ta có một nghiệm, nhưng nghiệm này là duy nhất. Thế thì ứng với ba trường hợp này thì các em xem lại cái đề bài của bài toán số 11. Đó là tìm được hai nghiệm phân biệt, đúng không nào? Vậy thì ở đây nó không thể là trường hợp đầu tiên, tại vì trường hợp đầu tiên đó là hệ phương trình vô nghiệm ứng với trường hợp hai đường thẳng song song, đúng không? Trường hợp số 3 là D1 giao với D2, tức là hệ phương trình nó chỉ có một nghiệm duy nhất, đúng không? Thì nó không thể có thêm nghiệm nào nữa cả, tại vì đây là duy nhất. Vậy thì chứng tỏ cái trường hợp tìm được hai nghiệm nó phải thuộc cái trường hợp số 2, đó là vị trí hai đường thẳng này nó trùng nhau, tức là hệ phương trình của chúng ta có vô số nghiệm, đúng chưa nào? Vậy thì lúc này các em có thể kết luận luôn, đó là số nghiệm của hệ phương trình là vô số. Tức là cái trường hợp này nó ứng với trường hợp D1 trùng với D2, tức là hệ phương trình vô số nghiệm. Như vậy là thầy đã chia xong cho các em các bài tập ở phần luyện tập hệ hai phương trình bậc nhất hài ẩn. Tiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau sang bài số 3, đó là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Hẹn gặp các em trong các video lần tới. Xin chào các em học sinh, thầy là Linh, là giáo viên môn toán tại Học cùng Việt Giáp. Thầy tin rằng những video thầy đang và sẽ làm sẽ giúp ích các em trong quá trình học tập. Hãy like, subscribe và đồng hành cùng thầy nhé. Thầy sẽ luôn bên cạnh các em.